thời gian cơm eo kho của bác sĩ. À, nhưng mà chưa có hiệu quả tốt thì phải làm sao có hiệu quả tốt như thưa bác sĩ? Vâng, cái này rất là quan trọng. Tôi cũng có được vài hỏi về cái trường hợp là có uống mà không có nhận được nhanh như là theo bị uống. Cho nên quý vị tôi đã nói là cái yêu cầu là từ những cái cọp nữa đó. Thì nó là một cái cách nào rất là về phụ nữ của mình từ ở 35 tuổi trở lên.